Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn công cụ Explode, tức là công cụ phá khối trong phần mềm AutoCAD 2015. Trong AutoCAD, chúng ta thường xuyên làm việc với những cái đối tượng nó là một cái khối thống nhất, ví như là một cái hình rectangle, một cái đường polyline, hay là một block, đấy, một block hoặc một group. Thì block và group là cái gì thì chúng ta sẽ học sau. Các bạn cứ biết rằng đó là những cái khối gồm nhiều đối tượng. Đấy. Thì để làm sao chúng ta có thể biến một cái hình chữ nhật như thế này thành các cái đoạn thẳng nối nhau riêng lẻ ra. Đấy. Thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh explode. Đấy, các bạn có thể thấy trên màn hình vào home modify, ở đây chính là cái lệnh explode, tức là lệnh phá khối. Thì các bạn có thể gõ lệnh là ex. Đấy, các bạn thấy này, có chữ explode này. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn có thể enter này. Đấy. Sau đấy các bạn có thể lựa chọn đối tượng này. Đấy. Hoặc là lựa chọn một loạt các đối tượng. Đấy. Ví dụ thêm vào đối tượng này nhá. Và mình sẽ enter này. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy này. Bây giờ cái đối tượng hình chữ nhật của chúng ta nó sẽ biến thành những cái đoạn thẳng. Đấy. Như đây. Một đường SP line. Đấy, một đường polyline nó đã thành một cái đoạn thẳng như thế này. Đấy. Hoặc này mình sẽ làm lại này. Mình gõ này, explode này. Đấy. Mình chọn cái đối tượng block này nhá. Đấy. Chọn thêm cả đối tượng group này. Sau đấy mình sẽ enter này. Đấy. Và đối tượng của chúng ta nó sẽ được tách riêng ra thành những cái đối tượng nhỏ trong nó. Đấy, bạn thấy không? Đấy. Và chúng ta có thể là tiếp tục explode tiếp và tùy các bạn. Đấy. Và các bạn lưu ý rằng ví như là group đây. Đấy các bạn. Mình sẽ căn nó Z lại này. Cái group này là bản chất của nó là gồm hai polyline, tức là hai hình chữ nhật. Đấy, polyline này. Thì các bạn có thể khi chúng ta sử dụng lệnh explode này. Đấy. Chúng ta kích vào cái đối tượng group này này. Các bạn thấy này. Thì nó sẽ không phá cho chúng ta ra thành những cái khối polyline nữa, mà nó sẽ phá hẳn cho chúng ta ra thành những cái đường line như thế này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Thì đấy là lệnh explode, tức là lệnh phá khối mà chúng ta thường xuyên sử dụng trong AutoCAD. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.